phong trào Hồi giáo Hamas bày tỏ thái độ cởi mở với bất kỳ ý tưởng hoặc thỏa hiệp nào nhằm thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn tại giải Gaza. Tuyên bố trên được quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuhri đã đưa ra trong phát biểu trên truyền hình vào ngày 29 tháng 10. Ông Zuhri đồng thời nêu rõ các ý tưởng hoặc thỏa hiệp nên bao gồm việc Israel rút quân khỏi toàn bộ giải Gaza, dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cung cấp hàng cứu trợ và nơi trú ẩn cho người dân, cũng như tái thiết và một thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc. Điều này góp phần chấm dứt nỗi thống khổ của người dân tại Gaza. Ngoài ra, quan chức Hamas còn lưu ý nhóm của ông đã tổ chức một số cuộc họp về chủ đề này và các cuộc họp bổ sung sẽ diễn ra sau đó. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập và người đồng cấp Qatar đã thảo luận về những nỗ lực của hai nước nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza. Các ngoại trưởng đã đề cập đến những nỗ lực của cả hai bên nhằm ngăn chặn sự leo thang của các cuộc xung đột ở Trung Đông. Trước đó, Ai Cập cùng Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và phong trào Hamas để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua của Israel ở Gaza.